tu hành chẳng có được cái gì hết, mà chúng ta chỉ nghiệm lại thấy cái tâm của mình trước mọi hoàn cảnh nghịch cũng như thuận, nó luôn lúc nào cũng thanh thản, an lạc, nó không có cả làm chúng ta phiền não đau khổ nữa. Thì đó là chúng ta nói mình được kết quả, chứ sự thật ra thì chúng ta tìm thấy cái lối giải thoát cho chính bản thân, bản tâm của mình. Và từng cái chỗ giải quyết được cái tâm mình giải thoát rồi thì chúng ta mới giải thoát được cái thân. Bởi vì cái tâm mà không giải thoát được thì cái thân không giải thoát được. Chúng ta mang cái thân tâm của chúng ta đi vào trong cái nghiệp nhân quả này, hay hoặc nói một cách khác là từ ở trong nhân quả mà chúng ta sinh ra thì mang cái thân nghiệp của nhân quả, thân tâm nghiệp của nhân quả. Do đó thì có hướng con đường của đạo Phật thì nhắm để giải quyết cái tâm của chúng ta trước, rồi sau đó mới giải quyết được cái thân của chúng ta. Tức là giải quyết được cái tâm nhân quả trước, rồi sau đó mới giải quyết cái thân nhân quả của chúng ta sau, thì chúng ta mới đi vào. Chứ còn một lượt mà chúng ta giải quyết cả thân và tâm thì chúng ta giải quyết một lượt không nổi. Vì cái tâm của chúng ta nó có cái thọ của cái tâm. Như bây giờ chúng ta buồn rầu, sợ hãi, lo lắng thì đó là cái thọ của cái tâm. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta muốn làm chủ được cái thọ của cái tâm thì chúng ta phải tu tập, phải không còn tham sân si phiền não, nó làm cho chúng ta không còn đau khổ. Thì đây là phần đau khổ của cái tâm mà Phật gọi là ưu. Ưu là phần đau khổ của cái tâm. Còn Phật gọi là cái não là phần đau khổ của cái thân. Cái não là phần đau khổ của thân, cho nên gọi là ưu não. Não là cái chân nó nhức, cái đầu nó nhức, cái bụng nó nhức, cái tai nó đau. Đó là não, nó làm cho chúng ta đau khổ của cái thân. Còn cái tâm của chúng ta giận hờn, phiền não, lo lắng, sợ hãi thì đó là đau khổ của cái tâm. Cho nên muốn giải quyết hay giải quyết tu tập để mà giải quyết được, giải thoát được cái tâm thì đó là cái bước đầu tiên của đạo Phật. Sau đó mới giải quyết được cái đau khổ của cái thân. Chứ còn không thể nào mà chúng ta giải quyết cả hai cái thân và tâm một lượt để mà cho hết cái thọ của thân tâm được một lượt. Đó thì hôm nay chúng ta biết được như vậy thì chúng ta biết rằng con đường mà chúng ta đang tu đây á, là mục đích chúng ta giải quyết cái khổ, cái đau khổ của cái tâm. Làm sao cho tâm hết phiền não đau khổ. Do đó hàng ngày chúng ta mới nhắc tâm như cục đất, đừng có phiền não, đừng có tham sân si, đừng có thương tiếc, đừng có hận thù. Tất cả những cái đó là những cái đau khổ. Nó thì nhớ mà nhắc như vậy, hàng ngày tu tập như vậy, quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Hoặc là chúng ta nhắc quán ly tham tôi biết tôi đi kinh hành, quán ly tham tôi biết tôi đi kinh hành. Thì như vậy là mình nhắc mình đang đi kinh hành. Hay hoặc là quán ly tham tôi biết tôi đang quyết sanh, quán ly tham tôi biết tôi đang quyết sanh. Thì đó, mình nhắc mình đang quyết sanh để cho mình tỉnh thức ở trong hành động quyết sanh, mà mình xả cái tâm tham của mình ra. Đó là cái thức tu như vậy. Cho nên chúng ta làm hàng ngày trong hành động không có nghĩa là làm cho chúng ta biết tất cả cái hành động tỉnh thức ở trong hành động, mà luôn luôn để giữ cái trạng thái yên lặng, cái trạng thái tĩnh lặng ở trong cái hành động đó, thì tỉnh thức ở trong hành động đó. Như vậy nó cũng chưa phải là cái pháp của Phật để xả tâm. Bởi vì Phật dạy thân hành niệm, chúng ta tu tập trong các hành động của thân để mà xả cái tâm, lấy cái hành động của thân để mà xả cái tâm. Cho nên luôn luôn nương theo cái hành động của cái thân, làm cho tâm nó tỉnh thức để mà nó nhắc nó xả. Thì nhớ như vậy thì chúng ta sẽ tu tập hàng ngày hàng giờ, chúng ta lúc nào nhớ được một chút tỉnh thức là chúng ta đã hướng tâm xả, nhớ một chút tỉnh thức là chúng ta xả. Hàng ngày chúng ta nhắc như vậy thì tâm chúng ta sẽ còn không tham sân si nữa, nó sẽ được giải thoát hoàn toàn. Và từ đó tâm nó được yên ổn, nó giải thoát rồi thì nó thanh tịnh, nó không còn giận hờn phiền não, nó không còn tham muốn. Thì bắt đầu các con sẽ dùng cái pháp hướng để mà nhắc nó, để mà tịnh chỉ các cái khổ đau của cái thân của các con, tức là cái nào ưu não của cái thân. Thì bây giờ cái thân đau thì mình nhắc làm cho cái thân nó không còn đau đớn nữa, tức là tu tập những là thiền định làm chủ thân. Nó có như vậy thôi chứ không có gì hết. Nó thì các con thấy trong cái bước đường tu tập nó rõ ràng như vậy đó. Cách thức tu tập nó cũng pháp môn nó cụ thể như vậy, chứ nó không phải là nó vừa nó không phải là nó coi như nó rất trực tiếp. Nó không phải như chúng ta tu tập cái gián tiếp theo con đường thiền của Đại Thừa và Đông Độ. Ví dụ chúng ta ngồi giữ tâm không vọng tưởng, yên lặng như vậy mà chúng ta mong chờ cho sau này nó sẽ không còn tham sân si phiền não và nó sẽ làm chủ được cái sự sống chết, thì cái chuyện đó là cái chuyện coi như là không có trực tiếp vào cái đối tượng đau khổ mà để tu cho nó hết. Thì biết chừng nào mà chúng ta sẽ hết, mà chắc chắn rằng gì, cái thời gian đã chứng minh cho chúng ta biết là từ các bậc tôn túc
của chúng ta cho đến giờ thì người ta cũng thực hiện những cái con đường thiền này rất lâu, lâu đời, mà người ta cũng không tìm thấy được cái sự giải thoát. Mà cũng chính Đức Phật đã thuật lại trong cái quá trình tu tập của Đức Phật, thì Đức Phật cũng thực hiện những cái pháp thiền ức chế này, Đức Phật cũng không tìm thấy được cái sự giải thoát ở trong đó nữa. Cho nên cuối cùng Đức Phật trở về với cái sự tư duy của mình để đi vào có cái lộ trình xả tâm này mà Đức Phật đã được giải thoát. Thì hôm nay chúng ta cũng là những con người cũng như gần giống như trong thời Đức Phật, có pháp của Phật mà không được triển khai, lại đi tu vào những cái pháp của ngoại đạo, để rồi bắt đầu chúng ta bây giờ mới trở về với cái pháp của Phật. Tuy nó có mụ mà nhưng nó còn có đủ duyên là chúng ta được trở về được cái pháp chánh pháp của Phật để mà xả tâm. Vậy thì còn có cái sự cố gắng của chúng ta thôi, mau hay là lâu là do sự tu tập, do cái hoàn cảnh thuận tiện không thuận tiện của mình thôi. Nếu mà hoàn cảnh nghịch thì mình tu nhanh hơn, mình xả tâm mau hơn. Hoàn cảnh thuận mình cứ ngồi liêm diêm ở trong thất thì mình tu lâu hơn, có vậy thôi chứ không có gì hết. Cái hoàn cảnh nghịch, chuyện này đến chuyện kia nọ mà tâm mình luôn lúc nào cũng nỗ lực mình thực hiện xả cho nó, đừng có đau khổ, đừng có phiền não, đừng có giận hờn thì nó nhanh lắm. Còn nếu mà trong cái hoàn cảnh thuận mình cứ mình ngồi tu liêm nhiêm mà mình không có cái đối tượng, mình biết cái tâm mình xả hay không, mình đem hết cả ngàn ngày ngàn giờ mình dùng cái nước mình xả, nhưng cuối cùng thì mình chưa chắc đã là mình xả sạch. Thì hôm nay nhớ như vậy thì con thì những cái gì mà nãy giờ thầy nói rất khắc ghi và cũng là nhắc nhở chung, cho các con. Vậy thì bây giờ đó thì coi như là đã nhớ kỹ cái pháp hành rồi, thì cố gắng mà thực hiện. Còn bây giờ thì về đây thì trình bày cho thầy nghe coi như thế nào.